Ai xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày mùng 6 tháng 4 năm 2022. Con thuyền lịch sử của chúng ta hôm nay tiếp tục trôi về thời kỳ của các chúa Nguyễn đàng trong trong lịch sử Việt Nam. Trong số trước chúng đã chia sẻ vị vị, chúa thứ 6 của nhà Nguyễn ở đàng trong đó chính là chúa Nguyễn Phúc Chu, ông sinh năm 1675 năm và mất năm 1720 năm. Ông trị vì trong 34 năm từ năm 1691 đến năm 1725. Thời kỳ của ông trị vì được đánh giá là Thái Bình Thịnh Trị mở, mở mở rộng bờ cõi về phía Nam. Ông cũng là một cư sĩ Phật giáo rất bộ đạo, thường xuyên ăn chay và phát triển cho dân chúng. Thì ông được uh, dân gian ca tụng chính là một vị chúa anh minh và ông đã chuyển ngôi cho con mình là chúa Nguyễn Phúc Chú. Thì ở trong số hôm nay chúng sẽ chia sẻ về chúa Nguyễn Phúc Chú. Chúa Nguyễn Phúc Chú sinh năm 1697, mất năm 1738 hay là chú hay thụ còn được gọi là Nguyễn Túc Tông là vị chúa thứ bảy của chính quyền Đằng Trong trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi từ năm 1725 đến năm 1738, nối ngôi chúa Nguyễn Phúc Chu. Kế nhiệm ông đó chính là chúa Nguyễn Phúc Khoát. Về thân thế, Nguyễn Phúc Thụ là trưởng nam của chúa Nguyễn Phúc Chu và bà Tư Huệ phu nhân Tống Thị Được. Ban đầu ông được phong chức cai cơ, tước đỉnh thịnh hầu năm năm ông được thăng trưởng cơ làm phủ đệ tại Dinh Cơ Tả Sùng. Năm 1725, Chúa Minh Nguyễn Phúc Chu qua đời, ông nối ngôi lúc 29 tuổi, ông được quần thần tôn là tiết chế thủy vụ chư dinh, kiêm tổng nội ngoại quốc trọng sự thái phó đỉnh quốc công, hiệu là văn truyền đạo nhân vì mộ đạo Phật, đương thời gọi là Ninh Vương hay gọi là Chúa Linh. điều hành đàng trong tháng riêng năm bính ngọ 1726 chúa ninh ban bố các điều răn đại ý là khuyên dân siêng năng cải cấy và cấm đứt nạn rượu chè cờ bạc tháng 4 năm kỷ dậu 1729 chúa ninh bắt đầu cho lập trường đúc tiền năm ất mão 1735 tổng binh hà tiên là mạc cửu mất con trai của mạc cửu là mạc thiên tứ kế tục sự nghiệp của cha năm sau bính thìn 1736 thiên tứ được chúa ninh phong làm tổng binh đại đô đốc trấn hà tiên để giữ gìn và mở mang xứ ấy Tháng 6 mùa hạ năm thứ 12 1737 triều đình định lại quan chế, cải cách sắc phục, thay đổi phong tục, mọi người đều theo lối mới, tránh cái thô lậu của Bắc Hà từ đó. Từ trước tới nay lúc ấy từ sông Linh Giang thuộc châu Bố Chính trở vào Nam gọi là Nam Hà, trở Bắc gọi là Bắc Hà, miền Nam từ đây rạng rỡ một vùng y quan văn vật. Năm Tân Hợi 1729, một lãng nhân tên là Petrasot ở tỉnh Bucham nước chân nạp sách động người chân nạp nổi dậy tàn sát tất cả người Việt ở vùng Ba Nam mà họ gặp rồi còn tiến sang quấy nhiễu ở Sài Gòn để đối phó với quân chân nạp do Presot chỉ huy tướng Trương Phước Vĩnh sai cai cơ đạt thành ra chống ngăn nhưng ông này đánh không lại bị giết tướng Vĩnh bèn điều động giám quân cai đội Nguyễn Cửu Chiêm đi đánh quân chân nạp thua chạy về Vũng Hồ Mỹ Tho lại điều thêm thống binh Trần Đại Định, con Trần Thượng Xuyên mới dẹp tan hết. Sau khi dẹp xong, xét thấy cần phải có cơ quan thống suất để kịp thời giải quyết việc. Binh ở vùng đất mới 5 nhâm tí 1732, chúa Ninh sai đặt sở điều khiển. Ở Sài Gòn, cử hai tướng có công đánh đuổi Bre Son là Trương Phước Vĩnh, giữ chức điều khiển sự ở gia định. Nguyễn Cửu Chiêm làm thống trấn dinh, Trấn uh, biên, biên hòa. Khi ấy, vua chân nạp là Sa Tha Hai, Nạc Tha sợ vạ lây liền gửi thư cho tướng Vĩnh để thanh minh rằng mọi việc trên đều do Pret gây ra và xin đem hai vùng đất là Pemơ ở Mỹ Tho và Nông Ho ở Vĩnh Long dâng Chúa Ninh để cầu hòa 1732. Bấy giờ thấy đất gia định tức miền Nam rộng rãi quá để tiện việc coi giữ Chúa Ninh cho nập Châu Định Viễn, dựng dinh Long Hồ bổ nhiệm quan lại rồi đưa thêm dân Việt đến khai hoang lập nghiệp. Mùa xuân năm thứ 8 1732, triều đình sai quan khổn suý gia định phân chia đất ấy để nập ra châu định viễn và dinh long hồ nị sở nay là thôn an bình đông thuộc huyện kiến đăng trấn uh, định tường tục gọi là dinh cái bẻ tháng riêng năm quý sửu 1733 chúa ninh đặt đồng hồ ở các dinh trấn các đồng hồ này được chế tạo ở trong nước theo kiểu cách của tây phương mùa đông năm thứ 16 quý dậu 1735 triều đình sai cai đội thiện tránh hầu làm thống suất ký nục nghi biểu hầu Nguyễn Cư Trinh làm tham mưu điều khiển tướng sĩ Nam Dinh, Bình Khang năm thứ tư canh ngọ đổi Thái Khang làm Dinh Bình Khang, Bình Thuận, Trấn Biên, uh, Phiên Trấn và Long Hồ, chức điều khiển được thiết lập từ đây. Đi kinh lược đất cao miên, quan quân đồn trú ở xứ Bến Nghé, nập lên dinh trại gọi là Đồn Dinh, nay là chợ điều khiển, rồi non luyện quân sĩ điều độ lương thảo, tính kế mở mang. Ở ngôi chúa 13 năm, chúa Nguyễn Phúc Chú qua đời vào ngày 20 tháng 4 năm Mậu Ngọ, tức ngày 7 tháng 6 năm 1738. Lúc 42 tuổi, chúa Ninh được an táng tại Lăng Trường Phong, nằm trong khu Thiên Thọ Lăng, Lăng Gia Long, ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Triều thần dân thụy hiệu cho chúa là Đại Đô Thống, Tổng Quốc Chính, Vũ Hiếu, Ninh Vương, năm Bính Dần 1806, vua Gia Long lại truy tôn, Hiếu Linh Hoàng đế, miếu hiệu là Túc Tông, đưa Long Vị vào thờ tại Thái Miếu, an thứ ba bên phải. Chúa Nguyễn Phúc Chú được đánh giá là người có công trong việc thiết lập đơn vị hành chính mới, giữ gìn mở mang vùng đồng bằng sông Cửu Long Thì ở trong số ngày hôm nay, Trung đã chia sẻ về vị chúa thứ bảy, vị chúa Nguyễn thứ bảy ở đằng trong đó chính là chúa Nguyễn Phúc chú. Ông đã có công mở mang bờ cõi ở phương nam và cũng lập lên những cái chức quan để cai trị ở những vùng đất mới và ông được gọi là chúa linh và ông đã ở ngôi được 13 năm và hưởng 42 tuổi. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin chào chúc cho các bạn có một buổi tối ngủ ngon